Xin chào các bạn, chiều nay thì mấy anh em đang đi bắt trụ đồng ở ngoài ruộng. Bây giờ tôi sẽ quay một video livestream trực tiếp cho các bạn xem về trụ đồng ở quê Tân nha. Bây giờ các bạn nhìn theo camera của Tân và theo dõi hiện hành cúng tại Tân chuột nha. Dính hả? Rồi ở đằng kia thì đứa em mình đang bắt kia. Đâu hả? Rồi để lấy cái len. Ủa cái len sao quá, để mình lấy cái len. Xem nha. Bây giờ sẽ đi lại đằng đó. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đúng không con, đi cầm kia lại đàng hoàng, cục lại đi anh cầm cho gấp đây, cục lại đi. Bây giờ em mình sẽ cầm lên đầu bắt chuột cùng mấy con cún. Em đòn, em dính nữa kìa, dễ dập đây kìa. Ok, giờ chạy đây. Nè. Dính này. Đây một em xuống giờ rồi đúng không? Bạn chở bạn mà mấy anh em đang bắt đây có gì chuột không? Nghe mình nó đang đào này rồi mấy con cuốn đây có không? Như chuột như một con mới đòi vô con nè đây ê chị kìa kìa chân dính luôn rồi chân mang luôn rồi. Thôi về tới đi. Có, nhỏ mà. Nãy cứ bắt được bự rồi. Lấy xô đi. Lưng kìa. Hết rồi, chục con mà, chục mẹ nó dính nữa. Kiên ơi. Đi, lấy xô lưng á. Đi bà này, thẳng lên đi. Ô. Đi. Xin chào các bạn, chiều nay thì Tân và mấy đứa em bắt chuột tại cánh đồng Tân các bạn. Ngày 8 tháng 3 chiều thì cũng rảnh mấy anh em người cũng bắt nhận chuột ở đây nè. Các bạn xem ha, đây là bằng xu. Nãy giờ mình bắt được là bao nhiêu nè mọi người. Thôi, dướng luôn nè. Để cầm anh Toàn, dướng này Toàn. Dướng bên kia nè.
Đánh ra. Mình đi thành đi kết luôn. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ đi tới đây. Bờ đó đó, có bờ nào? Bờ đó đó. Bờ nãy nó bờ gì chuột không gì không à? Bờ nào đó? Bờ này không có gì đó. Em muốn quay lại bên này. Quay lại bên này. Bờ đó dài bờ mấy bờ kia hết kìa. Ô đó vào đây ống trời đi đi đó hết trơn rồi đó. Ê cái luôn. Có hả? Còn cái hàng rồi này có nữa nè thôi đấy. Không có không? Qua mua ở đây, mua cỏ không kìa. Đi. Đó luôn. À, xin chào mọi người. À giờ Tân sẽ đi qua cái bà cỏ bên kia dưới mấy bạn cúng cho hôm đó có chuột ở đây hết chuột rồi. Đó luôn. Đúng không? Kìa kìa có rồi đồn ơi. Bươi quá trời cái hàng đó kìa. Đó còn dở luôn đó mà chỗ chuột giao gió nào đứng vừa đó thấy không dạ.
Giờ đi thôi. Xin chào các bạn. Chúc các bạn có nhiều vui nha. Nên chụp đây. Đây. Ê, cắn anh rồi. Cái này càng cô gõ quá. Nhảy à. Gõ. Nhảy à. Nhảy à. Nhảy à. Nhảy à. Đứt, nhảy à. Nhảy vô. Mén lại. Mén lại đứt lại. À, cảm ơn các bạn đã xem. À, bây giờ đây chim cũng dài, giờ tạm kết thúc video đây các bạn. À, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn lúc sau nha. Giờ bắt nãy giờ bắt được nhiêu chuột nè. Giờ mấy anh em ta sẽ đi lại bắt tiếp theo ông đảng thằng kia. Chúc các bạn chuyện đó các bạn nhiều vui nha. Giờ là kết thúc video của mình đây nha.